các nhà hoạt động đối lập của Nga bị bắt trong cuộc biểu tình nhân ngày sinh nhật của ông Putin tiến từ Moscow. Một số hoạt động đối lập đã bị bắt giữ vào ngày hôm nay trong một cuộc biểu tình nhỏ tại quảng trường ở thủ đô Moscow. Các nhà hoạt động đã tổ chức cuộc biểu tình nhân ngày sinh nhật lần thứ 60 của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Những người tổ chức biểu tình gửi thông điệp tượng trưng của họ bằng cách là đưa những món quà thích hợp cho một người hưởng trợ cấp hưu trí từ kính đọc sách cho răng giả. Họ cũng cắt bánh sinh nhật với nến màu xanh lá cây tạo thành một con số 60 và hát mừng sinh nhật ông Putin. Nhà điều phối Công đoàn Dân sự Kramov cũng nằm trong số của những người bị bắt sau đó. Sau 12 năm là lãnh đạo tại Nga, các cuộc thăm dò dư luận cho thấy là ông Putin vẫn được xếp hạng cao hơn so với hầu hết các chính trị gia Tây Phương, nhưng cũng đã giảm xuống so với mức đỉnh cao vào thời gian bùng nổ kinh tế nhiên liệu dầu trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của ông từ năm 2000 tới năm 2008. Trong tháng 8 vừa qua, thì nhóm thăm dò độc lập Levada cho biết là 48% người Nga đã có một cái nhìn tích cực đối với ông và giảm so với 60% trong tháng 5 khi ông bắt đầu một nhiệm kỳ 6 năm. Tuy nhiên, một cuộc thăm dò được công bố tuần này cho thấy một trong năm phụ nữ Nga vẫn sẽ cảm thấy hạnh phúc nếu được kết hôn với ông, mặc dù sắp tới tuổi về hưu.